Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi trong chương trình và sau đây là phần 4 của chương trình phỏng vấn đặc biệt tướng Lê Minh Đảo nhân chuyến công tác tại vùng thủ đô Hoa Thành Đốn vào dịp cuối tuần của tuần lễ đặc biệt là tuần lễ của kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng hòa năm thứ 52. kính thưa ông, khi mà chúng ta nói có những người giữ những vai trò về chức đảm nhận đảm lược những cái vai trò về hành chính tiểu khu trưởng hoặc là tỉnh trưởng thì cái mối quan hệ của những vị như vậy đó, đối với lại các sư đoàn chủ lực của quân khu 4 và trung tâm huấn luyện à, đồng tâm thì như thế nào vậy thưa ông? Cái này đó nó có một tế nhị mà nếu chúng ta ý thức được cái cái trách nhiệm của mình thì cái sự tế nhị đó chúng ta à, nó nó biến thành một cái sức mạnh. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như ông tỉnh tưởng đó, thì ông chịu tới hai hệ thống lần ạ hệ thống thứ nhất đó là ông chịu thẳng với ông tổng thống với bộ nội vụ trên cái phương xứng đề chính trị và cái vấn đề hành tránh đó còn trên cái phương diện mà về vấn đề quân sự đó tiểu khu trưởng đó thì ông chịu trách nhiệm dưới quyền của cái ông tư lệnh quân khu là ông tư lệnh sư đoàn thời bây giờ ông đó là ai ông à? tư lệnh sư đoàn và ở trên quân khu là đó là ông nguyễn khoa nam sư đoàn bảy còn ở chương thiện đó thì cái ông mà tôi dưới quyền chỉ huy của ông đó là ông Nguyễn Văn Minh tư lệnh sư đoàn 21. Đó là như vậy. Còn ở đại ở cái Long An hội đầu tiên đó thì tôi lại, lại đặc biệt cái này nữa. Sài Gòn họ làm một cái khu đặc biệt là gọi gọi là cái bằng đặc khu Long An. Tôi trực thuộc thẳng vào cái Sài Gòn chứ còn không qua. Là chứ bởi vì cái tình hình ừ. lúc đó là nó nặng tức là kế cạnh ông đô trưởng đó à, tức là à, trưởng. Ông, ông đô trưởng thì ông lo cái đô trưởng thôi dạ. còn tôi tôi đặt thật cái vấn đề mà của cái biệt khu thủ đô mà nếu hoa cái gì là ở trên của lúc đó là của ông ông dương văn minh đó ha đặt khu long an thì ông sư đồng bảy đối với tôi lúc đó là chỉ có tính cách là cũng như là phối hợp dạ. còn <laughs> tôi, tôi tôi xin cái gì là tôi xin, tôi, tôi xin thẳng bộ tổng tham mưu cái, cái cái lúc đó là đặt khu lồng ăn nó như vậy đó yeah. nhưng mà tôi chỉ coi một thời gian ngắn thôi đó. còn Đúng. tướng hưng với là ông cái mối liên hệ như thế nào cái vậy tướng thì? hưng với tôi đó là hai anh em chúng tôi nó khắc khích nó kỳ lắm nó kỳ lắm bây giờ muốn nói cái này tôi xin nói thế này dạ. Yeah. khi mà tôi làm ở trung đoàn 31 đó thì anh hưng anh về anh từ cái quận trưởng ở Quỳnh cầu kè hay đâu đó, anh trở về thì anh làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 của trung đoàn 31. Thì khi mà tôi làm chiến đoàn trưởng đó, thì tôi coi cái chiến đoàn đó tôi đánh ở trong Chương Thiện với là ở Phước Long đó, ở ở ở vùng đó, đó Thì có hai cái tiểu đoàn là tiểu đoàn 1 31 và tiểu đoàn 2 31 là dưới quyền trực tiếp chỉ huy của tôi, anh Hưng. Cho đến khi mà tôi làm tỉnh trưởng ở Chương Thiện đó, thì anh Hưng đã là trung đoàn trưởng trung đoàn 31 thì trung đoàn 31 đóng ngay tại chân thiện của tôi thì hai anh em chúng tôi là như hai anh em như bóng như hình mà chúng tôi nghĩa là hai ông sĩ quan trẻ của đó một tả sông hữu đột mà giữ cho cái vùng đất chân thiện nó tốt phải nói là công trạng của cái sư đoàn trung đoàn 31 của anh hưng rất nhiều giúp đỡ trong cái vấn đề đó là chúng tôi nói có cái điều này nói nó nghe nó ngay cái anh em chúng tôi cũng có điều hãnh diện khi ông tướng Johnson hôm qua Rosen là ông trung tướng ba sao mà của tham mưu của, của, của thanh tra của, của quân đội Mỹ. Ông qua ông vô trên thuyền ông coi tình hình, thì ông gặp tôi thuyết trình. Rồi tôi qua ở hình qua đó, thì ông thấy sao hai ông sĩ ông quan trẻ này lại có hai cái Silver Star là hai cái ngôi sao bạc của Mỹ. <laughs> thì ông hỏi tụi tôi có một câu hỏi à. à, ông hỏi tôi xuất trình này kia rồi ông hỏi tôi một câu thích cười lắm ông hỏi tôi có tôi hỏi ông thưa, trung tướng có câu hỏi gì đặt được ông nói tôi có câu hỏi à, có hỏi gì nói anh mấy tuổi <laughs> Tôi cũng thấy trẻ quá dạ rồi anh hưng khi chúng tôi đưa ra trường hai anh em chúng tôi đưa ông chào ông này kia ông đứng kia ông về ông có thể nói là ông rất là đặc biệt ông để ý tới những cái người sĩ quan trẻ của mình và anh hưng đối với tôi cũng vậy nó có những cái chúng tôi dính liền cuộc đời của chúng tôi mà là khi mà anh Hưng qua tư lệnh sư đoàn 5 đó, thì tôi bắt đầu tôi về từ lệnh sư đoàn 18. Đó. Tôi về sau ảnh vài tháng. Đó. Thì khi mà ở cái trận An Lập đó thì anh Hưng ảnh là chỉ huy một trung đoàn của tôi, một trung đoàn một chiến đoàn của tôi gồm hai tiểu đoàn của tôi chứ. Đánh suốt với ảnh tăng phái cho anh để anh giữ trong cái An Lập. Đó là hai năm chúng tôi rồi khi mà anh Hưng anh đánh cái giai đoạn đầu anh giữ được một cách rất anh dũng và gọi là bình long anh dũng đó. không có tiếng hưng là mất ảnh ở lì cho đó à khi rồi đó thì đem quân của sư đoàn 15, sư năm ra để mà bổ sung quân số để sau thì, thì sư đoàn 18 toàn bộ của tôi vào thấy anh để giữ an lộc đó là cái chiến trường hai anh em chúng tôi có thể nói là suốt đời của tụi tôi trong cuộc chiến đấu đó hưng là một khung sĩ quan anh em thân mật với tôi trong suốt cuộc đời chiến đấu của chúng tôi cho đến ngày mất và khi mà chúng ta nói như vai trò của một vị lo về hành chính tiểu khu trưởng thì khi mà lãnh đạo sư đoàn 18 thì ông nhận thức ông nhận thấy có những cái sự khác biệt gì mà ông có thể chia sẻ cái vấn đề ở bên sư đoàn đó khi tôi về tôi qua sư đoàn đó, là tôi thấy tôi nhẹ nhàng nó khỏe lắm. bởi vì cái anh nhớ cái hồi mà làm tỉnh trưởng đó mình đã tới ý thức cái nhiệm vụ của mình nó nhiều cái nó phức tạp nó đủ thứ ấy. mission you dạ you dạ, dạ tôi vừa làm ông tỉnh trưởng tôi vừa làm ông thị trưởng <laughs> xã mỹ tho <laughs> xã mỹ tho thì vì ông tiểu khu trưởng một đêm nào về tới nhà đó cũng ba chồng hồ sơ cao thế này để mà mình giải quyết sau khi một ngày mình đi hành quân mình giải quyết tất cả các nơi có thể nói là mất sức rất nhiều thế nên vì coi sư đoàn đó, thì cái hình thái nó lại khác bây giờ chúng ta có một cái lực lượng mà có thể nó thuần nhất và những cái người đã được huấn luyện thuần nhất của những cái trung tâm của quân đội sĩ quan thì ở các trường đà lạt thủ, thủ đức Đồng Đế, Nha Trang. Còn quân đội á, thì ở Quán Tre, ở các trung tâm huấn luyện, Lâm Sơn, ở trong các đu, đu, đu tiện cao lãnh này kia. À, tất cả đến nó giống nhau. Và họ được. Đó là những con cọp. Những con cọp đó, nếu mà chúng ta biết sử dụng nó làm những con cọp rất dữ, sông sáo. Mà nếu chúng ta không khai thác hết, thì là, là những con cọp đang nằm có gì vừa ngủ vừa tỉnh. <laughs> <laughs> nó như vậy thành ra cái nhiệm vụ của tư lệnh sư đoàn của chúng tôi đó cũng ta đánh đánh những trận đánh rất ác liệt chẳng hạn như là an lộc xuân lộc các trận bến cát trong rừng này tôi chúng tôi đã đánh nó có thể nói là những cái chạm súng rất là mạnh và cái sự sinh tử nó chỉ là một bước chân qua nó nó trong nháy mắt anh em binh sĩ là chúng ta nếu chúng ta biết mà cái dẫn đạo chỉ huy một cách khéo léo thì là chúng ta sẽ biến cái con cọp đó trở thành con cọp rất dữ ha yeah. và này, họ có những máu vuốt của họ là họ họ cắn xé cả thù một cái yeah, sẽ lo yeah. những những bãi chiến trường cho mình dạ. Yeah. <laughs> à, kính thưa vị à, vừa rồi là phần 4 trong chương trình phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi và tướng lê minh đảo chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục theo dõi vào phần 5.